Rồi, nãy giờ chúng ta làm xong hết cái khăn rồi, làm cái hình cong này nè, đó, hình lưới, làm hết của cái khăn tròn, ok, rồi xong rồi đó. Này, tới cái này là cái mũi chót này là cái con sò chót nè. Thì giờ cái này chút xíu nữa mình làm sao để khúc chót này thì mình làm 2 mũi bính thôi, từ đây đây mình làm 6 mũi bính, từ đây mình làm 2 mũi bính thôi để kết thúc. Đó. Mình làm 2 mũi bính, 1 2, rồi cái mũi cuối cùng là mình làm mũi kép, làm mũi kép vô cái mũi đơn đầu tiên lúc đầu đó. Rồi mình làm cái mũi kép xuống đây. À, mũi kép vô cái mũi đơn của cái hàng dưới, mũi đơn đâu đây, cho nó vô đây, làm mũi kép cho nó cao lên. Đó. Rồi, rồi mình xong xong hàng thứ ba, giờ mình làm hàng thứ tư, quay này lại, mình quay lại mình làm ngược lại. Hàng thứ tư thì bắt đầu bằng 1 mũi bính, 1 mũi bính làm cái màu trắng này luôn, làm 1 mũi bính, rồi mình làm 1 mũi đơn, mũi đơn vào cái mũi kép, mũi bính xong rồi cái mũi kép hồi nãy nè, đầu tiên bây giờ mình làm cái mũi đơn vô đây, mũi đơn vô để mình bắt đầu cái hàng đó. Rồi giờ mình bắt đầu cái bắt đầu lại ha, giờ mình làm 6 mũi bính, làm 6 mũi bính, 1 2 3 4 5 6, 6 mũi bính. Rồi giờ cái vòng 6 mũi bính của cái hàng trước á, mình móc nó vô đây, mình làm 1 mũi đơn vô cái dây bính trước đó. Đó, bây giờ mình được cái một cái hàng lưới ha, rồi mình cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy cho tới hết cái khăn quàng luôn, làm 6 mũi bính tiếp, 6 mũi bính, rồi 2 3 4 5 6, làm 6 mũi bính rồi mình làm cho nó dính vô cái dây ở trước, làm 1 mũi đơn dính vô vậy thôi. Đó. Đó, mình được cái lưới nè. Mình làm lưới, mình làm lưới lưới cái khăn, mình làm lưới mỏng mỏng cho nó đẹp, làm tới hết cuối cùng ha. Rồi rồi ta móc hàng thứ tư, hàng thứ tư xong hết rồi, giờ tới cuối rồi, cuối cùng thì cũng móc thêm 6 mũi bính nữa, 1 2 3 4 5 6, rồi 6 mũi bính là cũng vô đây, móc vô cái mũi bính của chót cuối cùng ở trên, là mũi đơn đó, rồi là xong xong hàng thứ tư đó. Thấy đẹp không đó, làm con sò và hai cái hàng mũi bính rồi, ren ren đó. Bây giờ mình quay lại bắt đầu làm hàng thứ năm. Hàng thứ năm cũng làm thêm một cái hàng giống như thứ ba thứ tư nữa cho nó có ren, cho nó đẹp đó. Mình quay lại xong rồi làm 4 mũi bính, bắt đầu bằng 4 mũi bính, 1 2 3 4, 4 mũi bính rồi. Xong rồi làm mũi đơn vô cái dây 6 mũi bính hàng trước, giống y như cái hàng thứ ba vậy đó, làm mũi đơn vô. Rồi bây giờ cũng tiếp tục lại làm 6 mũi bính, được cái là nó tới hết của khăn quàng luôn. Làm 6 mũi bính nữa, 1 2 3
4, 5, 6. Rồi, bỏ vô đây, làm mũi đơn vô đây. Thì tổng cộng là mình làm 3 cái hàng. 3 cái hàng chỉ ren như vậy. Rồi giờ cái làm tiếp tục có tới hết cái khăn luôn ha. Rồi. Thấy không? Bây giờ chúng ta móc thêm một hàng nữa tới chót của cái khăn rồi. Cái khăn bây giờ dài đẹp chưa? Đó, móc theo chiều dài nó dài. Đó. Rồi, bây giờ tới hàng chót. Tới chót của cái hàng thứ 5. Tới cái hàng chót rồi thì giờ mình làm 2 mũi bính nữa thôi. Cái này làm 6 mũi nhưng mà tới đây còn ít quá, mình làm 2 mũi bính thôi. 1 2 Xong mình làm mũi cáp. Làm mũi cáp vô đây cho cái này nó đứng lên chứ không thôi nó nghiêng nó không đẹp. Làm một mũi cáp. À. Mũi cáp vô cái mũi đơn lúc đầu đó. Một mũi cáp vô ha. Cho nó đứng lên. Mũi cáp. Đó. Rồi. Rồi, mũi cáp lên đây. Đó. Rồi giờ mình quay lại làm thêm cái lần nữa. Tùy muốn lớn nhỏ gì á, thường khăn tròn thì mình làm bự bự một tí, rồi xoay lại rồi mình làm, bây giờ mình làm ba cái hàng này nhiều rồi, bây giờ không có làm nữa là xong rồi đó. Bây giờ bắt đầu làm một mũi bính nữa, xoay lại, bây giờ bắt đầu hàng thứ sáu, làm một mũi bính, xong rồi làm một mũi đơn. Làm một mũi đơn vô đây, vô cái mũi cái mũi cáp đầu tiên mà làm một mũi đơn vô. Móc một mũi đơn. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu cứ suốt cái hàng cái dây bính này mình làm mũi đơn. Mình làm mũi đơn vô hết cái này. Okay. Thì cái đầu tiên là có hai cái mũi bính, mình làm hai mũi đơn. Mình làm hai mũi đơn vô đây. Một mũi, hai mũi. Cứ đâm vô, cứ đâm đại vô cái mũi bính này chứ không có cần phải đâm vô từng mũi. Mất công lắm. Cứ đâm đại vô đây, làm hai mũi đơn rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu cái này có 6 cái mũi bính thì mình làm 6 mũi đơn. Cứ tiếp tục vậy, cứ làm cho tới hết thôi. Cứ mỗi cái vòng mũi bính này mình làm 6 mũi đơn vậy đó, làm nó tới hết ha. 1 2 3 4 5 6. Đó. Mình làm vậy thì sẽ thành làm một thành một cái hàng thẳng ở trên. Đó, vậy cứ làm tiếp tục cái 6 mũi đơn, 6 mũi đơn vô cái vòng mắc xích này. 1 2 3 4 5 6 Đó. Làm cho tới cuối, làm cho tới cuối của cái khăn tròn luôn. Rồi bây giờ là hết cái hàng thứ 6. Hết hàng thứ 6 rồi, khúc chót này chỉ còn có cái mũi bính này. Mũi bính này là mũi bính hồi nãy có 4 mũi bính thôi. Thành ra bây giờ khúc chót này mình làm 3 cái mũi đơn. Làm 3 mũi đơn vô cái 4 cái mũi bính này. Là xong 3 mũi đơn. 1 2 3 Rồi. Xong cái hàng này rồi. Đó, thấy không? Mình cứ làm những mũi đơn vô đây.
Thấy lưới rất là đẹp đó. Rồi là xong hàng số 6 rồi, mình quay lại, quay lại làm hàng số 7. Hàng số 7 là lặp lại của cái hàng thứ nhất. Hàng số 7 sẽ làm lại cái hàng thứ nhất, tức là mình sẽ làm một cái mũi đơn và một mũi kép, một mũi đơn mũi kép vậy đó. Coi như là cái mẫu bên này là chỉ có 6 hàng thôi. Thấy không? Vậy là xong. Nếu mà ai muốn ngừng lại, muốn làm nhỏ thì ngừng lại ở đây cũng được, còn muốn làm bự hơn thì làm tiếp. Yeah. Bây giờ làm hàng số 7. Hàng số 7 là giống hàng số 1 lại ha. Làm màu trắng luôn. Hàng số 7 làm bắt đầu bằng 4 mũi bính. 1 2 3 4. Rồi, mình bỏ cái mũi đơn đầu tiên. Mũi đơn đầu tiên mình bỏ ha. Rồi mình làm mũi kép. Mũi kép vô cái mũi đơn kế tiếp. Đó, để cho có cái lỗ giống như là cái hàng số 1 hồi nãy. Đó, làm một mũi kép vô đây. Kép vô đây. Rồi mình làm một mũi bính. Xong rồi làm một mũi kép. Mũi kép vô cái mũi đơn. Không có làm, mình bỏ một cái mũi đơn. Mũi đơn hàng dưới mình bỏ một mũi. Giờ đó ở đây là giống y lại cái hàng số nhất hồi nãy đó. Mục đích là mình muốn làm để cách để cho nó có lỗ cho đẹp vậy đó. Rồi, giờ một mũi đơn, một mũi bính. Mũi bính, rồi mũi kép. Cứ bỏ một cái mũi đơn ở dưới nè, làm vô cái mũi đơn kế tiếp. Vậy thôi. Nó giống như cái hàng thứ nhất rồi. Hàng thứ nhất màu vàng, bây giờ là hàng màu trắng. Một mũi bính rồi một mũi kép. Vậy là cái một mũi bính rồi một mũi kép. Cứ bỏ một mũi đơn, làm vô một mũi đơn vậy đó. Cho nó có hàng. Rồi bây giờ làm tiếp tục làm nó tới hết của cái khăn ha.